Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với podcast Intelligent Money, Đồng Tiền Thông Minh. Đây là kênh để chúng ta trao đổi, thảo luận với nhau những vấn đề về kinh tế cũng như cách thức để mình tích lũy tài sản cho cuộc sống thịnh vượng hơn, cho bản thân cũng như cho gia đình của mình. Hôm nay mình lại quay trở về với chủ đề tài chính cá nhân nghe. Chủ đề ngày hôm nay là cách để xử lý nợ hiệu quả. Mong tiếp tục được các bạn ủng hộ. Không biết có bạn nào nghe podcast giống mình không? Những năm đầu sự nghiệp mình đầu tư khá là nhiều và huy động vốn cũng nhiều chẳng kém, nên mình hiểu lắm câu chuyện mắc nợ thì dễ, thoát khỏi cảnh nợ nhằn mới khó. Những món nợ này của bạn mình biết là có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nào là vay vốn để làm ăn, cờ bạc hay là đầu tư thua lỗ. Khi những khoản nợ dần tăng cao và vượt quá khả năng chi trả thì nhiều người sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, kiệt quệ sức lực, hoặc thậm chí có nhiều trường hợp dẫn đến trầm cảm hay những hậu quả thảm khốc hơn. Thấu hiểu việc này, mình xin chia sẻ quy trình 4 bước để xử lý nợ một cách hiệu quả. Mong là các bước này sẽ giúp bạn rõ ràng hơn và lên được kế hoạch dần để thanh toán nợ nần trong thời gian tới. Bước đầu tiên mình tạm gọi là bước 0, chưa tới bước 1 luôn nghe. Cái này mình phải dẫn trước. Nhiều bạn mình biết là nợ nần chồng chất nên là căng thẳng cực độ, dẫn tới rơi vào một trong hai thái cực sau: bế tắc quá, mình không biết hay chẳng muốn làm gì luôn, thôi mệt quá. Hay ở đầu kia là túng quá, làm liều, cố gắng đầu tư mạo hiểm hay đánh quả để nhanh có tiền mà trả nợ. Đây là cách thức kiếm tiền trả nợ mà các bạn theo mình ý nên tránh càng xa càng tốt, bởi khi dính vào đa phần không trả được nợ mà còn gây thêm một khoản nợ lớn cho bản thân. Hơn nữa, nợ các hình thức này đôi khi dẫn đến những hệ lụy rất là xấu và liên lụy đến gia đình bạn, nên tuyệt đối không dây vào nghe, được không? Thoát khỏi nợ nần và tránh xa nó đòi hỏi bạn phải thay đổi thói quen hoặc hoàn cảnh đã khiến bạn mắc nợ ngay từ đầu. Hiểu được loại nợ bạn mắc phải và cách thức nó xảy ra có thể giúp bạn lập kế hoạch trả nợ và ít có khả năng rơi vào cảnh nợ nần tương tự trong tương lai. Nên bước 1 mình luôn nói, hãy hiểu rõ loại nợ bạn đang vướng phải. Cái loại nợ đầu tiên ý là nợ do các khoản vay. Việc vay tiền thực ra là một việc rất là bình thường và nó diễn ra tự nhiên ở một số giai đoạn nhất định của cuộc đời. Bạn có thể vay tiền để đầu tư kinh doanh, mua điện thoại mới, laptop mới, xe mới hoặc là mua nhà. Những khoản nợ này vốn dĩ không xấu và thường đi kèm với lãi suất có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, chúng có thể tạo ra căng thẳng về mặt tài chính khi bạn không thể thực hiện các khoản thanh toán cần thiết. Chúng đôi khi có thể ngốn quá nhiều thu nhập khiến bạn không thể trang trải chi phí sinh hoạt hoặc thậm chí không thể tiết kiệm tiền được luôn. Loại nợ thứ hai là nợ do hoàn cảnh. Đôi khi nợ nần chồng chất do những hoàn cảnh éo le nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nhiều bạn có thể mắc nợ do ốm đau, một số bạn thì có thể đột nhiên thất nghiệp và phải dùng những đồng cuối cùng trong tài khoản tiết kiệm, thậm chí buộc phải vay nợ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cá biệt có một bạn học viên của mình trong khóa Intelligent Money, bạn kể mình là bạn bước vào đời và gánh trên vai một khoản nợ gần 1 tỷ ấy, vì gia đình kinh doanh thua lỗ. Những khoản nợ này thường đi kèm với lãi suất cao. Thông thường bạn hoặc gia đình bạn buộc phải tiếp cận chúng khi tình hình tài chính đã rất là căng thẳng rồi, và khi bạn cố gắng trả nợ mà nợ lãi cao thì thường những cái khoản chi tiêu cố định của bạn sẽ bị thâm hụt và bạn lại cần phải vay thêm. Điều này lại tạo ra một vòng xoáy nợ nần khiến nhiều gia đình cảm thấy rất là bế tắc. Loại nợ thứ ba ấy là nợ do chi tiêu. Việc chi tiêu thiếu suy nghĩ hoặc liều lĩnh có thể tạo ra nợ, và món nợ này thường là dưới dạng nợ thẻ tín dụng lãi suất cao. Một khi bạn bị tích lũy nợ do bội chi hoặc là miss một vài cái deadline trả nợ thì bạn buộc phải trả một tiền lãi và khoản tiền phạt cao hơn rất nhiều so với giá trị thực những gì mà bạn đã mua. Điều này đôi khi có thể dẫn đến bạn có mang nợ xấu, vỡ nợ hoặc phá sản. Sau bước 1 là hiểu rõ các loại nợ bạn đang vướng phải thì mình đề xuất bước 2 là liệt kê rõ những khoản nợ. Có một câu mình rất là thích, đó là bạn không thể lên một ngọn núi nếu bạn không biết là nó cao như thế nào, và bạn không thể hạ gục những gã khổng lồ nếu bạn không dám đối mặt với chúng. Há chẳng phải Socrates đã nói điều gì đó tương tự thế sao? Chà, dù sao thì đó cũng là sự khôn ngoan của người xưa, và nó cũng áp dụng cho việc trả nợ luôn đấy. Ở bước 2 này, bạn cần phải liệt kê tất cả những khoản nợ bạn đang có. Bạn tìm giúp mình một quyển sổ, một tờ giấy và bắt đầu ghi chú chính xác số tiền bạn phải trả. Ở bên cạnh cái khoản nợ thứ nhất, thứ hai, thứ ba nếu có đó, bạn ghi giúp mình là số tiền bạn cần phải trả. Ở kế bên bạn ghi là lãi suất và thời hạn trả nợ, và ở dòng cuối bạn ghi giúp mình là số tiền tối thiểu bạn cần phải trả nợ hàng tháng cho từng khoản đó, và rồi mới đến bước 3 là kiểm soát chi tiêu. Mình nghĩ sẽ dễ dàng để bắt đầu hơn nếu bạn bắt đầu để ý và kiểm soát chặt hơn việc chi tiêu của cá nhân mình. Để tập trung cho việc trả nợ, bạn nên lên một kế hoạch chi tiêu cho gia đình trong khoảng thời gian sắp tới. Tất cả các chi phí không cần thiết nên cắt giảm, thậm chí là loại bỏ hoàn toàn để tiết kiệm tiền nhằm trả nợ. Các hoạt động vui chơi, giải trí mình đề xuất cũng tạm thời nên cắt giảm. Thói quen chi tiêu, mua sắm các đồ đắt tiền vô tội vạ cũng nên được điều chỉnh hoặc thay đổi. Hãy tạm thời chuyển sang dùng các đồ bình dân nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Thì lúc đó bạn sẽ bắt đầu tiết kiệm một khoản tiền khá để dành cho việc trả nợ. Nhưng mình biết luôn là việc này khá là khó với phần lớn chúng ta, phải không? Hơn nữa, việc giữ thêm một ít tiền, nhờ nhón chút, tiết kiệm chút ở trên cũng chỉ giúp bạn phần nào có thêm một khoản tiền nhỏ cho hành trình trả nợ thôi. Tuy nhiên, nếu muốn thoát khỏi kiếp nợ nần, đôi khi bạn phải tìm cách để kiếm thêm nguồn thu nhập ngoài công việc chính. Hãy nhận thêm những việc làm thêm nghe, để bạn làm đi vào những lúc rảnh để kiếm thêm thu nhập. Mình nhắc lại nghe, việc này là việc làm thêm, không phải là việc đầu cơ mạo hiểm nghe. Tiếp đến, trước khi chi tiêu, hãy dành ra một khoản để tiết kiệm và trả nợ. Vâng, mình không nói nhầm đâu, tiết kiệm và trả nợ. Trong lúc cố gắng trả hết nợ, bạn cũng nên bắt đầu bỏ tiền vào các quỹ khẩn cấp. Mình đề xuất là 1 đến 3 tháng chi tiêu hàng tháng của cá nhân bạn hoặc gia đình của bạn. Nếu tình cảnh của bạn hoặc gia đình bạn đang rất là ngặt nghèo, giúp mình đi tìm cách để ra bên ngoài 5 đến 10 triệu nghe. Việc xây dựng một quỹ khẩn cấp giúp bạn linh hoạt hơn trong việc xử lý các khoản chi bất ngờ, và điều này giúp bạn tiếp tục tập trung vào kế hoạch trả nợ. Và bước 4 là trả nợ có kế hoạch. Hãy lập kế hoạch để quyết định xem bạn sẽ trả nợ theo thứ tự nào. Nếu bạn đang có nhiều hơn một khoản nợ, bạn cũng có thể là quyết định ưu tiên dựa trên lãi suất, số dư hoặc một vài tiêu chí khác. Và ở đây thì mình đề xuất một trong những phương pháp trả nợ hiệu quả theo cá nhân mình là phương pháp Debt Snowball, trả nợ theo phương pháp quả cầu tuyết. Giống như vật quả cầu được hình thành từ những đụn tuyết nhỏ ấy, Debt Snowball gợi ý bạn thanh toán nợ mình theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Nói cách khác, đây là chiến lược nhằm điều hướng tiền, nhằm sớm thoát khỏi nợ nần. Bên cạnh việc trả nợ, mục đích lớn hơn của phương pháp này là thay đổi hành vi sử dụng tiền. Thói quen quản lý tài chính sẽ giúp chúng ta tránh nhiều khủng hoảng và chủ động hơn với ngân sách của mình trong tương lai. Áp dụng phương pháp này để trả nợ đồng nghĩa với việc là bạn nỗ lực trả những khoản nợ nhỏ nhất trước. Sau khi trả xong, bạn chuyển sang giải quyết khoản nợ nhỏ thứ nhì và làm như vậy cho đến khi không còn nợ nữa. Thay vì nghĩ làm sao để có đủ tiền để trả nợ lớn, hãy nghĩ hướng để trả những món nợ nhỏ một cách đều đặn nhất có thể. Giả sử nghe, bạn đang có 4 khoản vay cần thanh toán, bao gồm trả nợ thẻ tín dụng, trả góp mua laptop, trả góp mua điện thoại, vay mua xe. Bạn có thể sử dụng Debt Snowball theo các bước sau. Bước 1, liệt kê các khoản nợ từ nhỏ đến lớn dựa trên tổng tiền. Lúc này chưa tính lãi suất nghe. Ghi chú số tiền tối thiểu bạn phải trả hàng tháng. Bước 2, ưu tiên trả các khoản nợ nhỏ nhất nhiều hơn, đồng thời trả mức tối thiểu các khoản còn lại. Bước 3, mỗi khi trả dứt một món nợ, bạn cộng dồn số tiền đã trả cho mục đó vào mục nhỏ thứ nhì. Bước 4, lần lượt làm như vậy cho đến khi thanh toán tất cả các khoản nợ. Sắp xếp trả từng món nợ như vậy sẽ hạn chế sự bối rối khi bạn đang có quá nhiều khoản nợ. Dần dần bạn sẽ không còn sợ nợ nần nữa mà yên tâm kiếm tiền, thanh toán các khoản mình cần. Một số ý kiến cho rằng áp dụng cái phương pháp này khá tốn thời gian. Ngoài ra, bạn có thể mất thêm tiền lãi vì việc kéo dài thanh toán. Nếu bạn muốn tiết kiệm tối đa và trả nợ nhanh, phương pháp sắp xếp nợ theo lãi suất có lẽ sẽ phù hợp hơn. Phương pháp này bạn có thể dùng cách là bạn có thể ưu tiên trả nợ đối với nhóm có lãi suất cao trước, sau đó mới đến những cái khoản nợ có lãi suất thấp hơn, và cứ thế. Ưu điểm khác của phương pháp Debt Snowball là đánh vào tâm lý của người mang nợ. Nó khuyến khích chúng ta hãy thanh toán những khoản nợ nhỏ và có thêm những động lực trả nợ lớn hơn. Lúc nào cũng vậy hết, việc đạt những cái mục tiêu nhỏ là yếu tố giúp chúng ta tự tin hơn, đúng không? Với kế hoạch tài chính dài lâu của mình, Debt Snowball theo mình là phương pháp tuyệt vời để giúp bạn thực hiện kế hoạch trả nợ đều đặn. Phương pháp này đặc biệt hữu ích nếu các khoản nợ của bạn không có lãi suất quá cao. Điểm trừ của phương pháp này là trong một số trường hợp mà vay tín chấp hoặc các khoản nợ lãi cao thì đây là phương pháp không có thích hợp, vì bạn có thể mất thêm các khoản phí phát sinh và lãi suất theo thời gian. Tuy nhiên, điểm quan trọng để có thể thoát được tình cảnh nợ nần là ý chí, tâm lý chủ động và sự kỷ luật của bản thân bạn. Kế đến, mình hiểu lắm, hành trình trả nợ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Một vài biến cố bất ngờ hay khẩn cấp hoàn toàn có thể xảy đến và nó có thể buộc bạn phải cắt giảm khoản tiền dành cho việc trả nợ trong một vài tháng. Đôi khi bạn cần phải sử dụng thẻ tín dụng hoặc vay một khoản cá nhân để xử lý một vài tình huống phát sinh đó. Khi điều đó xảy ra, mình mong bạn hãy hít thở, điềm tĩnh, chậm lại một nhịp để tính toán lại ngân sách và cố gắng quay trở lại mục tiêu trả nợ sớm nhất có thể. Mong là bạn hãy vượt qua những sự cố đó và giữ cho việc trả nợ quay lại đúng hướng. Cuối cùng, mình tin là chính sự quyết tâm và kiên trì sẽ đưa chúng ta về đích, dù đích đến ở xa hay gần.